Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Way to Weird Showbiz và đây là Way to Many News. Tuần vừa qua, sự ra đi của diễn viên Matthew Perry sau năm của loạt phim Friends đã để lại cho người hâm mộ và những người đồng nghiệp, bạn bè của anh niềm tiếc thương vô hạn. Nghệ sĩ Vân Dung gia nhập đường đua phòng vé với thể loại phim kinh dị, khán giả kỳ vọng hình tượng đột phá. Sau 8 năm chung sống, diễn viên Trương Tử Di và nhạc sĩ Ung Phong chính thức ly hôn. Cộng đồng mạng đặt câu hỏi cho khối tài sản cực khủng của cặp đôi hoa ngữ. Scarlett Johansson có động thái pháp lý gì trước drama bị sao chép hình ảnh bởi ứng dụng AI? Dự án live action của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn cùng tạo hình khác lạ. Và còn rất nhiều tin tức đáng chú ý khác về thế giới showbiz. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng với Way to Weird cập nhật những sự kiện hot nhất đã diễn ra trong tuần vừa qua ngay thôi nào. Đến với những tin tức của showbiz thế giới, Matthew Perry, người đóng vai Chandler Bing trong loạt phim sitcom Friends, đã qua đời ở tuổi 54 vào ngày 28 tháng 10 vừa qua. Sự việc diễn ra tại nhà riêng của Matthew Perry. Đồng thời, phía cảnh sát Los Angeles đã xác nhận thông tin với tờ báo Los Angeles Times. Tại hiện trường không có dấu hiệu của sử dụng chất kích thích hay bị sát hại, nhưng chưa thể đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong. Matthew được biết đến là một ngôi sao nam trong loạt phim Friends nổi tiếng, với tính cách hài hước cùng lối pha trò châm biếm. Nhân vật Chandler Bing của anh là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của Friends. Thực tế, Matthew Perry ở ngoài đời là một nam diễn viên gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, khi anh đã phải chống chọi với chứng nghiện rượu và lạm dụng ma túy trong nhiều năm. Ở tuổi 54, Matthew không có vợ và con, song hình tượng của một nam diễn viên tài năng vẫn luôn được khán giả ghi nhận với những TV show và phim như Studio 60 on the Sunset Strip, The Ron Clark Story, The Whole Nine Yards và đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 25 năm phát sóng của loạt phim sitcom đình đám, Matthew Perry cùng dàn sao Friends đã có buổi ghi hình cho tập phim đặc biệt Friends Reunion được phát hành vào năm 2021. Sau sự ra đi đột ngột của nam tài tử thì dàn sao Hollywood đã bày tỏ lòng tiếc thương cho một diễn viên tài năng. Theo đó, dàn sao của Friends bao gồm Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Mark LeBlanc, David Schwimmer đã chia sẻ cảm xúc trước sự mất mát to lớn này. Hội bạn thân cho biết, dàn cast của Friends không chỉ là đồng nghiệp, họ là một gia đình. Khi nhận được thông báo về cái chết của Matthew, không có một từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc xót xa của họ. Giờ đây là giây phút để những người yêu thương nhân vật Chandler Bing hay chính diễn viên Matthew Perry tưởng nhớ về hình ảnh của anh như một nam diễn viên đã hết mình vì nghệ thuật. Họa mi nước Anh, nữ ca sĩ Adele cũng trực tiếp chia sẻ cảm xúc của mình trước sự ra đi của nam tài tử trong đêm biểu diễn concert của cô tại Los Angeles. Adele xúc động nói rằng, đối với cô, Chandler Bing mãi là một hình tượng nhân vật duyên dáng, hóm hỉnh nhất mọi thời đại. Dù chưa có cơ hội gặp gỡ Matthew ở ngoài đời thực, nhưng những niềm vui và ký ức trên màn ảnh của Matthew sẽ mãi ở trong tim cô. Đặc biệt, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội, cho hay chính ông cũng rất bàng hoàng trước tin tức này và sẽ mãi không quên những kỷ niệm thời còn đi học của hai người. Được biết, Thủ tướng Justin và Matthew Perry đã từng học chung trường tiểu học. Mẹ của Matthew, bà Susan Morrison, cũng từng là cố vấn truyền thông cho bố của Justin, cựu Thủ tướng Canada. Trong năm ngoái, thì Matthew Perry đã xuất bản cuốn tự truyện của mình mang tên Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, khắc họa toàn bộ quá trình của anh và nhân vật Chandler Bing đã chinh phục khán giả trên toàn thế giới, đồng thời lột tả những góc khuất sau ánh hào quang với nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc đời của nam diễn viên. Có thể thấy rằng sự ra đi của một huyền thoại phim truyền hình dài tập đã để lại trong lòng người hâm mộ nhiều tiếc nuối, nhưng tài năng nghệ thuật và sức sống mãnh liệt của Matthew là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới. Tiếp tục với những tin tức thế giới, trong tuần vừa qua, diễn viên Scarlett Johansson đã chính thức có động thái pháp lý đối với một công ty ứng dụng AI sử dụng hình ảnh của cô cho mục đích quảng cáo mà chưa có sự cho phép của Scarlett. Đại diện của nữ diễn viên chia sẻ với tờ Variety rằng Scarlett Johansson không phải là người đại diện của bất kỳ ứng dụng AI nào và việc sử dụng hình ảnh của diễn viên khi chưa có sự chấp thuận là hoàn toàn phi pháp. Phía luật sư của Scarlett Johansson cũng khẳng định sẽ thực hiện mọi hành động theo đúng luật pháp để ngăn chặn các khả năng trục lợi hoặc bôi xấu hình ảnh của nữ diễn viên. Theo đó, Johansson đã xuất hiện trong một quảng cáo dài 22 giây được đăng tải trên nền tảng X bởi một ứng dụng tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo có tên Lisa AI 90s Yearbook and Avatar. Được biết, ứng dụng Lisa AI do Converse Software tạo ra vẫn còn trên App Store và Google Play. Đặc biệt, phía nhà sản xuất ứng dụng cũng không đáp trả dư luận hay câu hỏi của tờ Variety. Scarlett Johansson là một diễn viên nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ, trưởng thành thông qua các vai diễn như Black Widow, Lucy hay người vợ Nicole trong Marriage Story. Tuy nhiên thì cô cũng là một nạn nhân của rất nhiều ứng dụng AI sao chép hình ảnh. Vào năm 2018 thì một đoạn clip sử dụng app Deepfake giả mạo hình ảnh của nữ diễn viên đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Song, Scarlett đã trực tiếp có động thái lên án và phủ nhận đoạn clip này ngay lập tức.
Mặc dù nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã có bộ luật nghiêm ngặt về quyền riêng tư, trong đó thì California đã đưa ra quyền khiếu nại dân sự về việc sử dụng trái phép tên, giọng nói, chữ ký, ảnh hoặc chân dung của một người cho mục đích quảng cáo hoặc khuyến mãi. Nhưng sự thật rằng các ứng dụng AI sao chép hình ảnh này đã trở nên quá phổ biến và mất kiểm soát. Scarlett Johansson cũng không phải là nạn nhân duy nhất của những ứng dụng này. Vào tháng 9 năm nay, nam diễn viên gạo cội của Hollywood Tom Hanks đã đăng tải trạng thái trên nền tảng Instagram để cảnh báo người hâm mộ về một video quảng cáo trong lĩnh vực nha khoa đã sử dụng AI để ghép mặt và giọng nói của ông. Tom Hanks viết, hãy cẩn thận trước những quảng cáo như thế này, tôi không có bất kỳ liên quan nào đến chúng. Sự phát triển vượt bậc của ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã tạo nên làn sóng trái chiều trên toàn thế giới. Dù không thể phủ nhận những mặt tích cực mà AI đã đem lại, nhưng những mặt tối là điều mà bất cứ nghệ sĩ hay cá nhân nào cũng phải dè chừng. Việc thay đổi tạo hình nhân vật so với nguyên tác từ lâu đã là một vấn đề nan giải. Bom tấn The Little Mermaid của Disney đã là một minh chứng rõ ràng cho việc đổi tạo hình của nhân vật có thể đem lại những hệ quả như thế nào. Tiếp tục áp dụng các công thức đổi trắng thay đen như nàng tiên cá, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phiên bản live action đã chính thức tung ra teaser trailer với tạo hình nhân vật Bạch Tuyết da màu. Phiên bản live action có sự tham gia diễn xuất của nữ chính Rachel Zegler, nữ diễn viên gốc Colombia và Ba Lan và phù thủy Gal Gadot. Song, điều khiến khán giả phải chú ý đến không chỉ là câu chuyện mầu nhiệm ở xứ sở cổ tích mà còn ở hình tượng nhân vật Bạch Tuyết. Sao mà nó lạ lắm? Những đặc điểm về diện mạo của nữ chính hoàn toàn trái ngược với phiên bản hoạt hình vào năm 1937 và truyện cổ của Grimm. Tuy nhiên thì để đáp trả lại động thái phẫn nộ của một bộ phận công chúng yêu thích phiên bản gốc, Rachel Zegler đã thẳng thắn trả lời phỏng vấn với Entertainment Weekly rằng cô chỉ xem phiên bản gốc một lần và chẳng bao giờ xem lại. Cô cảm thấy bản gốc thật đáng sợ. Thái độ của nữ diễn viên đã khiến cộng đồng mạng bất bình, bởi dù sao, phiên bản gốc của Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đã hình thành nên thế giới tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Hình tượng Bạch Tuyết da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun vốn đã hằn sâu trong ký ức của số đông các khán giả. Bên cạnh đó thì ban đầu hình tượng của Bảy Chú Lùn trong phiên bản live action này cũng được Disney dự tính thay đổi thành đa sắc tộc, đa giới tính, nhưng đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Nhà sản xuất đã quay xe và quyết định sẽ dành thời gian để tham khảo các ý kiến từ cộng đồng người lùn để hoàn thiện tạo hình. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phiên bản live action cũng gặp không ít sóng gió khi trong quá trình sản xuất. Dù đã bắt đầu ghi hình từ năm ngoái, nhưng Disney đã thông báo rời lịch công chiếu sang năm 2025 do ảnh hưởng của cuộc đình công tại Hollywood. Sau 7749 lần thay đổi tạo hình, hoãn lịch chiếu, liệu Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phiên bản live action còn có giữ được nhiệt khi ra rạp? Và liệu khán giả sẽ có phản ứng ra sao trước sản phẩm đổi trắng thay đen thứ hai này của nhà chuột? Tất cả sẽ được giải đáp khi Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn công chiếu vào ngày 21 tháng 3 năm 2025. Và đó cũng là những tin tức nổi bật trong showbiz thế giới tuần vừa qua. Còn bây giờ, hãy cùng với Way2Wear khám phá những sự kiện đáng chú ý tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung nhé! Cặp đôi hoa ngữ Trương Tử Di và Uông Phong chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng đã thông báo rằng dù quyết định ly hôn, nhưng cô và chồng cũ sẽ cùng nuôi dạy con. Trương Tử Di nổi tiếng sau hàng loạt các bộ phim đình đám như Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ Tàng Long hay Anh hùng với thâm niên nghề lên tới hơn 25 năm. Cô và nhạc sĩ Uông Phong bắt đầu hẹn hò từ năm 2013 và đã có với nhau hai người con gái. Dù được đồn đoán quan hệ rạn nứt từ đầu năm 2022, nhưng nữ diễn viên đã khẳng định giữa cô và chồng cũ không có tranh chấp, không có sự tác động bởi bên thứ ba. Sau khi thảo luận, họ nhận thấy đây là quyết định tốt nhất và mong được công chúng thông cảm, ủng hộ. Nhạc sĩ Uông Phong được biết đến với một vai trò là ca sĩ nhạc rock nổi tiếng của Trung Quốc. Anh đã có hai người vợ trước Trương Tử Di và có hai người con riêng. Sau khi tin tức ly hôn của cặp đôi quyền lực nổ ra, công chúng đã ngay lập tức tìm được thống kê tài sản chung của hai người. Tổng giá trị của khối tài sản được cho là lên tới 3,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 479 triệu USD. Bên cạnh các tài sản đầu tư cá nhân, Trương Tử Di và Uông Phong cũng thành lập công ty truyền thông liên doanh vào năm 2014. Cuộc chia tay giữa nữ minh tinh và nhạc sĩ rock nổi tiếng đã khiến cho fan hoa ngữ xôn xao. Song, nhìn về mặt tích cực thì cuối cùng cũng chào mừng chị đẹp quay trở lại với cuộc sống độc thân, nhiều tiền. Ngày 29 tháng 10 đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng 96 tác phẩm phim ngắn dự thi, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc trong vai bà Ngọc, phim ngắn Ai giết bánh bò được viết kịch bản và đạo diễn bởi Trương Thế Thịnh, đơn vị sản xuất thuộc Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Phi Điểu vốn là một trong những nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam. Bà góp mặt trong các bộ phim như Kính vạn hoa, Tiếng trống lắc, Cây táo nở hoa hay thậm chí là bộ phim kinh dị 10, ghi dấu ấn với hàng loạt các vai diễn từ xúc động lấy nước mắt người xem cho tới gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khán giả. Diễn viên Phi Điểu vẫn bền bỉ khẳng định tên tuổi của mình ở thời điểm tuổi 91. Bà chia sẻ rằng niềm vui tuổi già của bà là đi đóng phim, tiếp xúc với lứa trẻ tài năng, sáng tạo. Nữ diễn viên cũng là gương mặt được nhiều đạo diễn trẻ lựa chọn. Bà cũng không ngần ngại tham gia hóa thân đủ các thể loại phim.
Liên hoan phim ngắn là sự kiện được tổ chức nhằm xây dựng và phát triển điện ảnh nhiều tiềm năng tại thành phố Hồ Chí Minh, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, phối hợp cùng Hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa thể thao và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Tổng kết, đêm liên hoan phim ngắn đã có tới 3 giải vàng, 3 giải bạc, 9 giải ba và 9 giải khuyến khích, chia đều cho các hạng mục phim tài liệu, phim truyền hình và phim truyện. Tác phẩm Ai xếp bánh bò của đạo diễn Trương Thế Thịnh cũng xuất sắc giành giải nhì tại hạng mục phim truyện. Với nỗ lực của đoàn làm phim, giải thưởng danh giá là sự công nhận cho những cống hiến và sự phát triển mạnh mẽ của tài năng Việt Nam. Tháng 11 có thể nói là cú bùng nổ của loạt phim điện ảnh Việt, đặc biệt vào ngày 21 tháng 11, Chiếm đoạt sẽ chính thức ra rạp với sự xuất hiện đầy lôi cuốn của Hoa hậu Lương Thủy Linh. Trailer của bộ phim đã cho thấy bầu không khí hồi hộp, nóng bỏng của cuộc tình tứ giác. Dàn diễn viên bao gồm Miu Lê, Carrick, Lãnh Thanh và Phương Anh Đào. Bộ phim kể về người vợ của một gia đình thượng lưu đã thuê cô bảo mẫu để chăm sóc con trai của mình. Nhưng cô không ngờ rằng, phía sau sự trong sáng, tinh khiết kia là một người phụ nữ toan tính, đang che giấu âm mưu nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình, có thể khiến cuộc sống của cô thay đổi mãi mãi. Xuất hiện như một ẩn số trong bộ phim, đến nay thì vai trò và nhân vật của Lương Thùy Linh vẫn được nhà sản xuất giấu khá kỹ. Song, với nhân vật nữ tổng tài sắc sảo của nàng hậu, chắc hẳn các fan cũng đã nóng lòng hơn bao giờ hết để khám phá các tình tiết của bộ phim. Từ những cảnh tình tứ nóng bỏng cho đến các pha chọc nhau máu chảy, Chiếm đoạt đã gợi mở câu chuyện về một thế giới thượng lưu cùng với những quan hệ bí mật đen tối. Diễn xuất của Hoa hậu Lương Thùy Linh trong một vài phân cảnh ngắn cũng đã cho thấy một hình ảnh đột phá, khác lạ so với nàng hậu Miss World Việt Nam 2019. Tuy nhiên thì để đánh giá khách quan thì 21 tháng 11 này hãy cùng ra rạp để trải nghiệm bộ phim cực kỳ nóng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này nhé! Quỷ Cầu, một dự án phim kinh dị Việt đã tung first look trailer với câu chuyện liên quan mật thiết đến truyền thuyết dân gian kinh dị mang tên Chó đội nón mê. Bộ phim kể về một gia đình chuyên làm nghề mổ chó để bán thịt. Nam, do diễn viên Quang Tuấn thủ vai, đã về quê cùng với bạn gái khi nhận tin kinh hoàng về sự ra đi của người cha. Nhưng từ đây, những sự kiện quỷ dị cứ lần lượt ập lên đầu người thân của gia đình mổ chó, khiến cho Nam quyết tâm đi tìm sự thật về gia đình của mình. Vai diễn bà Thúy do nghệ sĩ Vân Dung đã gây ấn tượng mạnh ngay chỉ trong đoạn first look trailer, khi Vân Dung vốn được biết đến là một nghệ sĩ hài nổi tiếng với vai táo y tế trong Gặp nhau cuối năm kinh điển của đài VTV hay hàng loạt các phim hài ngày Tết, phim truyền hình dài tập được khán giả yêu thích thuộc lòng. Nhưng khi thử sức với thể loại kinh dị, nghệ sĩ Vân Dung đã đánh dấu sự chuyển mình đầy linh hoạt và có tiềm năng. Nét diễn tự nhiên nhưng đầy cuốn hút, cùng với những biểu cảm mới lạ, khác xa với hình tượng nghệ sĩ hài hóm hỉnh. Vai diễn bà Thúy trong bộ phim hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả yêu thích của nghệ sĩ Vân Dung. Bên cạnh đó, diễn viên Quang Tuấn thủ vai nam chính đã một lần nữa thể hiện bản thân mình hợp với dòng phim kinh dị như thế nào. Khi lần này, anh hóa thân vào vai người con trai của gia đình mổ chó, chứng kiến những bi kịch thảm khốc xảy ra với người thân. Vai diễn của Quang Tuấn trong bộ phim này đòi hỏi ở anh sự mới mẻ hơn những vai diễn phản diện trong các bộ phim trước đây như Bóng Đè, Thiên Linh Cái hay gần đây nhất là Tết ở Làng Địa Ngục. Xoay quanh vấn đề nghiệp báo, sát sinh, Quỷ Cầu có chứa một số cảnh mổ xẻ thịt chó có thể gây khó chịu với khán giả. Nhưng đạo diễn Lưu Thành Luân đã khẳng định tất cả các cảnh quay đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không xảy ra hiện tượng ngược đãi động vật. Đồng đạo diễn và cố vấn nghệ thuật của Quỷ Cầu, ông Võ Thanh Hòa chia sẻ rằng bộ phim được lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian, vì ông luôn nhận thấy đây là kho tàng cảm hứng sáng tạo và có độ phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Thông điệp của bộ phim không chỉ bị giới hạn bởi phiên bản gốc từ truyền thuyết, mà còn nằm ở sự cải tiến, cụ thể hóa những truyền thuyết này sao cho phù hợp với thời đại. Với những phân cảnh máu me khiếp đảm, dựa trên truyền thuyết dân gian, Quỷ Cầu dự kiến công chiếu vào ngày 29 tháng 12 tới đây. Giáng sinh mà không muốn đi xem những bộ phim tình cảm mùi mẫn thì Quỷ Cầu có thể là một trong những lựa chọn phim Việt tiềm năng. Và đó là những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong tuần vừa qua. Các bạn có mong chờ gì về những bộ phim Việt sắp ra mắt hay không? Hay các bạn nghĩ gì trước hình tượng của nàng Bạch Tuyết da màu trong Disney? Hãy chia sẻ cảm nhận với chúng mình ở phía bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.